Bóng đá hôm nay mùng 10 tháng 7, Leo Messi tiếp tục bị chỉ trích. Ole Gunnar thuyết phục Paul Pogba ở lại. Arsenal bổ nhiệm Edu vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Leo Messi tiếp tục bị chỉ trích. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Dani Alves đã tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử của Leo Messi tại Copa America 2019. Một người bạn không phải lúc nào cũng đúng chỉ vì đó là một người bạn. Bạn có thể nói điều đó trong lúc nóng giận, nhưng tôi vẫn không đồng ý, Dani Alves khẳng định. Đầu tiên, theo quan điểm của tôi, Leo Messi không tôn trọng đội tuyển Brazil. Thứ hai, cậu ấy thiếu tôn trọng các cầu thủ, những người gạt mọi thứ sang một bên để chiến đấu cho giấc mơ của họ. Dani Alves nhớ lại, tôi thường chuyển dọc biên bên cánh phải thay vì đưa bóng vào trung lộ. Pep Guardiola không hài lòng vì việc đó. Tôi tạo ra sự kết nối thường xuyên với Leo Messi nhưng Pep muốn một điều gì đó khác và tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi nói với ông, xin lỗi huấn luyện viên, nhưng nếu Leo Messi 2 phút mà không có bóng là cậu ấy tắt nguồn và nếu cậu ấy tắt nguồn thì ai định đoạt trận đấu. Và Pep đồng ý với tôi. Tôi là người bạn luôn nói sự thật và tôi nghĩ lần này Leo Messi đã sai. Arsenal bổ nhiệm Edu vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Trên trang chủ câu lạc bộ, Arsenal đã thông báo chính thức bổ nhiệm Edu vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Đây là chức vụ mới được Arsenal tạo ra để giúp huấn luyện viên Unai Emery hoạch định chiến lược và nhân sự. Lãnh đạo của Arsenal, Raul Sanlehi rất tin tưởng Edu sẽ thành công ở Emirates nhờ kinh nghiệm quản lý của mình. Raul Sanlehi vui mừng công bố, chúng tôi rất vui mừng khi Edu đã gia nhập Arsenal. Ông ấy là người giàu kinh nghiệm và có kiến thức về bóng đá. Quan trọng hơn cả, ông từng là một pháo thủ đích thực. Edu là miếng ghép quan trọng để giúp chúng tôi tiến lên phía trước. Trong khi đó, Edu cũng chia sẻ rằng, Arsenal luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi rất vui mừng khi trở lại câu lạc bộ vĩ đại này trong vai trò mới. Chúng ta đang sở hữu một đội hình mạnh với nhiều tài năng sáng giá. Tôi hy vọng sẽ giúp câu lạc bộ tạo ra sự khác biệt. Edu năm nay 41 tuổi và từng cùng Arsenal giành 2 chức vô địch Premier League và 2 FA Cup trong quá khứ. Trước khi trở lại Arsenal, Edu làm nhiệm vụ quản lý trong Liên đoàn bóng đá Brazil. Ole Gunnar thuyết phục Paul Pogba ở lại. Tờ AS cho biết huấn luyện viên Ole Gunnar muốn tận dụng quãng thời gian du đấu hè 2019 của MU, Australia, Singapore và Trung Quốc để thuyết phục Paul Pogba ở lại. Chiến lược gia người Na Uy tin rằng bầu không khí tích cực mà ông đã tạo ra trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ tác động tới Paul Pogba và khiến anh thay đổi quyết định. Bản thân ông cũng có mối quan hệ tốt với tiền vệ người Pháp, khác xa so với Jose Mourinho trước đây. Ở một diễn biến khác, siêu cò Mino Raiola đã khẳng định rằng Paul Pogba chẳng làm gì sai. Cậu ấy luôn tôn trọng và thể hiện sự chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi. Câu lạc bộ đã biết cảm xúc của cậu ấy từ lâu. Thật xấu hổ khi người khác chỉ trích cậu ấy mà không có thông tin chính xác. Và tôi cũng rất xin lỗi vì phải nói rằng MU đã chẳng có động thái gì bảo vệ Paul Pogba. Hy vọng sẽ sớm có một giải pháp ổn thỏa cho tất cả các bên. Gareth Bale bị chửi thậm tệ trong ngày trở lại Real Madrid. Hôm thứ Hai vừa qua, siêu sao Gareth Bale đã hội quân cùng toàn đội Real Madrid để chuẩn bị cho tour du đấu hè 2019. Có rất ít cổ động viên Real Madrid ngóng chờ Gareth Bale, nhưng một trong số những người ở lại thậm chí đã hét lên đồ vô ơn khi xe của anh lướt qua. Tờ Sport đưa tin Real Madrid sẽ ép Gareth Bale phải ra đi trong hè 2019 bằng bất cứ giá nào cho mượn mặc bán đứt. Trường hợp tiền đạo xứ Wales vẫn cố tình không nhượng bộ, anh sẽ phải đối mặt với hai nguy cơ: ngồi dự bị dài hạn hoặc chỉ được tập luyện cùng đội trẻ. Cách đây không lâu, tờ Marca khẳng định Gareth Bale sẽ không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane ở mùa giải tới. Tuy nhiên, tiền vệ người xứ Wales vẫn mong muốn được ở lại Real Madrid. Carles Puyol, ban lãnh đạo Barcelona nên tha thứ cho Neymar. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Carles Puyol đã lên tiếng động viên ban lãnh đạo đội bóng tha thứ và nhìn vào giá trị thực sự của Neymar. Cuối cùng, bạn vẫn phải nhìn vào thực tại, không phải quá khứ. Nếu cầu thủ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng và đội bóng cần anh ta, bạn không nên nghĩ về những thứ đã xảy ra vài năm về trước. Huyền thoại người Tây Ban Nha chia sẻ, Neymar là cầu thủ xuất sắc và có thể đem lại sự khác biệt. Cậu ấy có thể không trình diễn thứ bóng đá tốt nhất tại Paris Saint-Germain bởi chấn thương,
nhưng cậu ấy vẫn có thể mang lại cho chúng ta nhiều thứ khi có mặt trên sân. Tuy nhiên, huyền thoại Lobo Carrasco lại phản đối khi cho rằng: "Tôi không muốn Neymar trở lại, Barcelona cần có Calestrion mới. Nếu ký hợp đồng với Neymar, họ vẫn sẽ tiếp tục thua bởi điểm yếu nơi hàng hậu vệ." Paris Saint-Germain muốn đưa Umtiti vào thỏa thuận chuyển nhượng Neymar. Trung vệ Samuel Umtiti đang được Paris Saint-Germain đánh giá cao hơn cả hai đồng đội của anh ở Barcelona là Philippe Coutinho và Ousmane Dembélé. Bằng chứng là Paris Saint-Germain đã chọn Umtiti thay vì hai cái tên nói trên nếu Barca muốn đưa một cầu thủ của mình vào thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Neymar. Umtiti từng phải nghỉ suốt 5 tháng mùa trước dính bị chấn thương đầu gối. Trong thời gian anh cựu hậu vệ Lyon vắng mặt, vị trí của anh đã được tiếp quản bởi đồng hương người Pháp Clément Lenglet. Đến khi Umtiti bình phục trong giai đoạn cuối mùa trước, anh đã không thể giành lại suất đá chính trong đội hình Barca. Bất chấp thực tế trên, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain vẫn chấm Umtiti trước Coutinho và Dembélé do đội bóng thủ đô nước Pháp đang muốn ưu tiên gia cố cho hàng thủ. Theo tờ Mundo Deportivo, Umtiti có thể sẽ là chất xúc tác giúp giấc mơ được trở lại khoác áo đội bóng cũ của Neymar trở thành hiện thực. Cách đây 2 năm, Paris Saint-Germain từng bỏ ra số tiền kỷ lục 222 triệu euro để mua Neymar từ Barca. Ngày hôm qua, chính giám đốc kỹ thuật của Paris Saint-Germain là Leonardo đã tuyên bố nhà đương kim vô địch Ligue 1 có thể để Neymar ra đi ngay hè này nếu nhận được lời đề nghị thỏa đáng. Neymar hiện vẫn còn 3 năm hợp đồng với Paris Saint-Germain và anh đang được đội bóng chủ quản treo giá ở mức 300 triệu euro. Hôm thứ Hai vừa rồi, Neymar đã không tập trung ở Paris Saint-Germain theo đúng lịch trình để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, theo bố của tiền đạo người Brazil thì con trai ông đã thông báo trước chuyện này với Paris Saint-Germain và nhận được sự đồng thuận. Everton nhắm mua đồng đội trẻ của Ronaldo ở Juventus. Everton đang ra sức thuyết phục Juventus nhượng lại tiền đạo trẻ Moise Kean trong hè 2019. Mùa giải trước, Moise Kean ít có cơ hội đá chính nhưng lại gây ấn tượng mạnh mỗi khi có cơ hội. Anh cũng có riêng mình 7 bàn sau 17 trận. Vì thế, Juventus lúc này đang chuẩn bị gia hạn với Moise Kean đến năm 2024 trước khi bán cầu thủ 19 tuổi này cho một đội bóng nằm ngoài biên giới Italia. Hiện tại, Everton của huấn luyện viên Marco Silva đang rất quan tâm tới chân sút trẻ người Italia. Juve cũng sẵn lòng bán Kean nếu như Everton chịu bỏ ra 31 triệu bảng. Từ ngày Everton để Romelu Lukaku gia nhập MU với giá 75 triệu bảng vào tháng 7 năm 2017, họ vẫn chưa tìm được một trung phong thực sự ưng ý. Trong quãng thời gian Lukaku còn ở Everton, anh có 29 pha kiến tạo và 87 bàn thắng sau 166 lần ra sân. Richarlison, cầu thủ được Everton mua về ở mùa hè 2018 từ Watford dù rất cố gắng nhưng chưa thể làm người ta quên đi Lukaku. Con số 31 triệu bảng mà Juve đưa ra không làm khó được Everton bởi ban lãnh đạo đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng chi tiền để mang về những cầu thủ tốt nhất cho huấn luyện viên Silva. Thậm chí Daily Mail tiết lộ, đôi bên có vẻ như đã đạt được những thỏa thuận cần thiết. Tờ báo này còn quả quyết, nếu đại diện đến từ Serie A muốn mua lại Kean, họ sẽ phải trả khoảng 40,5 triệu bảng cho Everton. Phía Juve nhận thấy một thỏa thuận trị giá 31 triệu bảng rất hợp lý về mặt tài chính. Thêm vào đó họ cũng muốn đẩy cầu thủ 19 tuổi đi từ lâu, bởi giám đốc thể thao Fabio Paratici không thích tính cách bốc đồng của Kean. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, Everton đã mang về hai tân binh gồm Jonas Loss Huddersfield Town và Ander Gomes Barcelona, giá 22 triệu bảng. Đến với tin tức bóng đá Việt Nam, khi nào bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt nằm trong top 16 châu Á giúp tuyển Việt Nam không phải tham dự vòng loại thứ nhất. Và giờ người hâm mộ trong nước dành nhiều sự quan tâm cho lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia, bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Sau loạt trận FIFA giây tháng 6, đã xác định được những đội bóng cuối cùng sẽ tham dự vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 và cũng là vòng loại AFC ASEAN Cup 2023. Trường hợp duy nhất chưa xác định vé dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là Macau và Sri Lanka. Lý do là bởi trận lượt về trước đó dự kiến tổ chức ở Colombo vào ngày 11 tháng 6 đã bị hủy sau khi Macau từ chối tham dự vì lý do an toàn. Hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến kết quả trận đấu dù Macau đã thắng trận lượt đi với tỷ số 1-0. Tuyển Việt Nam với thứ hạng 15 châu Á được xếp ở nhóm hạt giống số 2 trước buổi lễ bốc thăm sắp tới. Cũng bởi vậy mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tránh được một loạt đội bóng mạnh như Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman,
6 đội qua vòng loại thứ nhất sẽ cùng 34 đội bóng mạnh châu Á thi đấu vòng loại thứ hai. Ở vòng này, 40 đội này sẽ chia hạt giống, bốc thăm chia 8 bảng mỗi bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà, sân khách. Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào các ngày mùng 5 và 10 tháng 9, 10 và 15 tháng 10, 14 và 19 tháng 11, 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, DT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2, tổng cộng 12 đội sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng 4 đội trên bảng để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2023. 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng 6 đội trên bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off lượt đi, lượt về trên sân nhà, sân khách. Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022.